chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kim Motul. Ở video này thì em sẽ hướng dẫn và chia sẻ cái cách làm một bộ dây nguồn để chúng ta có thể nâng cấp những cái bộ sạc dành cho những cái chiếc xe phổ thông thân yêu của chúng ta, hoặc là những anh em mới vào nghề thì có thể là nắm được cách tự mình bấm một bộ dây nguồn như thế này, cực kỳ là đơn giản. Nói chung là để mà làm những cái bộ dây nguồn này thì nó sẽ có nhiều dạng khác nhau. Đại đa số phổ thông thì chúng ta hay bấm những cái chiếc xe Way và những cái chiếc xe dòng Yamaha, ví dụ như những cái chiếc Sirius hay là những cái chiếc Jupiter hay là những cái chiếc X135 chẳng hạn thế. Thì cái cách bấm này nó sẽ là giống nhau, nó chỉ khác nhau một xíu về những cái bộ dây như thế này. Thì ví dụ như ở đây thì em đang cầm một cái bộ dây dành cho Way Alpha 110 đời mới. Thì nó sẽ dùng một cái rắc như thế này để chúng ta cắm vào cục sạc này. Thì khi chúng ta rút cái cục sạc zin ở trên xe ra thì chúng ta sẽ phải có cái rắc cắm giả vào đó. Và ở đây nó sẽ có một cái cục rơ le để chuyển từ điện máy sang điện bình. Sau khi là đỗ độ sạc vào thì nó sẽ tự động chuyển. Và hai cái rắc đực cái ở đây thì nó sẽ là cắm vào chân của công tắc chân phanh. Và đây sẽ là cái rắc từ dưới máy đi lên. Đó, thì nguyên lý của những cái bộ dây nguồn này phần đa thì nó sẽ là giống nhau. Nó chỉ khác nhau về kích cỡ của từng dây, dây dài, dây ngắn, và nó sẽ khác nhau một xíu về những cái đầu rắc này. À, ví dụ như đây là cái bộ Way cũ, Way A100 đời 2 bóng, đời 2.4 ấy. Thì cái rắc phần trên này nó sẽ tương đối giống nhau. Rắc phần dưới này nó sẽ khác nhau như một xíu như thế này. Rắc dơ le thì nó cũng thế. Và cái phần dây cắm vào cái công tắc chân phanh thì nó sẽ phải dài hơn. Đó. Thì nó na ná giống nhau thôi. Ở đây thì có cả những cái bộ dây để dành cho những cái chiếc X135 này. X135 thì nó cũng thế. Nó sẽ khác nhau về cái rắc từ dưới máy lên. Về cơ bản là những cái bộ dây này nó sẽ là giống nhau. Đó, thì đây là cái bộ dây dành cho Dream. Dream này là Dream Việt Nam. Rắc cắm vào sạc HCE này, rắc cắm vào sạc ở trên xe này. Cái dây đỏ thì cắm vào công tắc chân phanh. Ở đây sẽ là hai cái dây từ dưới máy lên. Đó. Về cơ cấu thì nó sẽ là giống nhau, nó chỉ khác nhau về những cái phần rắc như này. Và bây giờ là em sẽ đi vào chia sẻ những cái dụng cụ để mình cần thiết để phải có để cấu thành một cái bộ dây nguồn như thế này. Thì tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải có một cái cục sạc. Cục sạc thì nó sẽ chia làm hai loại, một là loại sạc HCE rắc liền như thế này. Đó, rắc liền như thế này, gọi là sạc HCE rắc liền, và sạc HCE rắc dây. Rắc dây thì nó sẽ là dạng như thế này. Thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị là những cái phần để kết nối vào cục sạc HCE đó, như đây. Cái rắc này. Dạng rắc dây thì chúng ta sẽ cần phải cái đầu rắc mà 6 lỗ như thế này để chúng ta kết nối vào cái đầu rắc ở đây. Nói chung là tùy sạc thì chúng ta sẽ đi mua những cái phụ kiện để lắp cho nó phù hợp. Ở cái cục sạc này thì chúng ta sẽ sử dụng là 4 cái rắc. Thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là 4 cái rắc 6 ly. Rắc này gọi là rắc cái 6 ly, có lưỡi gà. Thì khi bấm xong thì nó sẽ là như thế này này. Đó. Và tiếp theo chúng ta sẽ cần phải có một cái rắc để rút cái cục sạc ra, thì chúng ta sẽ phải cắm giả vào cái rắc đực ở trên xe. Rắc sạc đực ở trên xe ấy, thì chúng ta sẽ phải có một cái rắc cái như thế này. Thì chúng ta sẽ phải cần đến là 3 cái rắc cốt đực. 3 cái cốt đực như thế này. Đó, 3 cái cốt đực như thế này. Đúng chưa ạ? Rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ cần một cái rắc từ dưới máy lên. Đây là sẽ là rắc cái, thì ở dưới máy lên nó sẽ là cái rắc đực, thì chúng ta sẽ phải cần một cái rắc cái. Đó. Và một cái rắc cái này thì chúng ta sẽ phải cần đến 2 cái cốt đực có lưỡi gà nhé. Cốt đực có lưỡi gà. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ phải cần có những cái phần dơ le như thế này. Thì dơ le thì ở đây thì em hay dùng những cái dơ le của thằng Mazda. Đây là dơ le Mazda, loại 4 chân hoặc 5 chân đều được. Hoặc là chúng ta có thể dùng cao cấp hơn một xíu thì chúng ta sẽ dùng dơ le này. Cái em này nó sẽ là của Thái. Đó. Để mà những cái phần dơ le này kết nối vào mấy cái đoạn dây của chúng ta thì chúng ta sẽ phải có những cái phần cốt. Ở đây nó sẽ có 2 cái rắc to ở đây và 2 cái rắc nhỏ. Thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị là những cái phần cốt cái phi 6 ly, 2 cái, và 2 cái cốt cái phi 4 ly. Đó, cốt cái phi 4 ly, đây là cốt cái phi 6 ly. Và chúng ta sẽ cần thêm những cái bọc để chống chập cho nó nữa, 4 cái. Rồi, và để tiếp theo đến cái phần này thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị những cái phần dây ống ghen như thế này. Đây là ống ghen sợi thủy tinh. Cái này thì nó sẽ chống cháy và chống làm sức vào. Đó, thì chúng ta sẽ cắt một cái đoạn dài tầm khoảng 60 cm, một đoạn dài tầm khoảng 25 cm, một đoạn dài tầm khoảng 20 cm,
và một đoạn dài tầm khoảng 5 cm gì đó. Và tất nhiên là dây thì chúng ta sẽ chuẩn bị là hai dây đi từ dưới máy lên, dài khoảng 60 cm. Thì cái phần này thì em sẽ nói sâu hơn. Một cái đoạn dây từ dơ le để ra công tắc chân phanh, một cái đoạn dây đi từ cái rắc của cục sạc về dơ le, một cái dây từ chân cục sạc HCE để vào dơ le. Thì cái dây này nó cũng đi từ cục sạc vào dơ le, và hai cái dây từ cục sạc để vào cái rắc cục sạc zin ở trên xe. Rồi thì cái phần này nó hơi lằng nhằng, em làm đến đâu thì em sẽ chia sẻ đến đấy. Thì các bạn có thể là nhìn và làm theo. Thì một cái video để bấm hoàn thiện một cái bộ dây như này thì nó khá là lằng nhằng, nó rất là mất thời gian. Khi mà em làm một cái video này, em sẽ phải chuẩn bị trước cho các bác nói như thế này, chuẩn bị những cái này nó sẽ dễ hiểu. Còn khi làm vào thực tế thì em sẽ làm đến đâu em sẽ chia sẻ đến đấy. Và tất nhiên là chúng ta sẽ cần phải đến những cái phần kìm bấm rắc cốt như thế này, và chúng ta sẽ cần phải có những cái phần kéo như thế này. Đương nhiên rồi, làm nghề thì nó phải có. Rồi thì bây giờ là em sẽ hướng dẫn cái cách làm một bộ dây nguồn này. Thì anh em nào yêu thích khoa học có thể là làm theo, hoặc nếu như các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em, thì bên em sẽ ship cho các bác cả bộ như này về. Các bác có thể là lắp vào những chiếc xe thân yêu của chúng ta. Chúng ta sẽ lắp như zin, không cần phải cắt dây gì cả. Đối với lại những cái chiếc xe Honda thì chúng ta sẽ cần phải tách mát, còn những cái chiếc xe Yamaha thì chúng ta không cần tách mát, rút cái dây từ dưới máy lên cắm vào là sử dụng được như zin rồi. Đó, nó chỉ khác nhau là Honda VIA cần tách mát và không tách mát thì thôi. Còn những cái phần rắc này thì tùy từng loại xe, thì chúng ta sẽ phải cần biết cái xe của chúng ta chính xác nó là loại gì, đời như thế nào, để chúng ta đi mua những cái bộ dây như thế này về gắn cho nó đúng, nó khớp với nhau. Đó, ví dụ như ở đây nó sẽ là dây cho Wenfa 110 thì nó lại sẽ là rắc như này. Còn cái dây cho Wenfa 100 thì nó sẽ là rắc như thế này. Hai cái bộ dây giống y nhau, nó chỉ khác nhau cái rắc này thôi. Rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn bị cái dây từ dưới máy lên. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái dây dài tầm khoảng 60 cm như này, và một cái đoạn ống gen dài tầm khoảng 60 cm như này. Bây giờ là chúng ta sẽ bấm đầu. Thì cái đoạn dây như thế này thì chúng ta có thể là bấm từ cái rắc cục sạc xuống dưới máy cũng được, hoặc là từ dưới máy đi lên cũng được, không vấn đề gì cả. Thì bây giờ là em sẽ bấm từ trên đi xuống, nó có nghĩa là từ cục sạc xuống dưới máy. Đó, cái rắc như thế này thì chúng ta sẽ cho vào cái phần kìm. Đó, và bây giờ là cái phần đầu dây của chúng ta như này, chúng ta chỉ cần cắt nó ngắn tầm khoảng 2 ly như này thôi, và chúng ta lùa vào đây. Ở đây nó sẽ có một cái ngậm ở đây. Đó, thì cái đầu dây của chúng ta chọc đến cái đoạn cái ngậm đây, nó tự động nó dừng lại, thì chúng ta chỉ cần bóp như thế này. Đó, như thế này là đẹp rồi, ngon lành. Và tiếp theo sẽ là cái rắc tiếp theo. Đó, chỉ cần bấm một nốt là xong. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi luồn từ trên này xuống dưới. Đó, và tiếp theo là chúng ta sẽ bấm hai cái rắc từ dưới máy lên. Ở cái rắc này thì chúng ta sẽ cắm bất kỳ, nó sẽ không cần biết là cái chân nào và chân nào, cứ thế là cắm mà thôi. Đó, hai cái rắc từ dưới máy lên. Và cái đầu này thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái rắc của cái cục sạc HCE. Thì ở đây chúng ta sẽ phân biệt như thế này, ở dưới này nó sẽ có ba hàng lỗ, ở trên nó có ba hàng lỗ, và cái hàng có cái rắc ở đây thì nó sẽ là âm và dương, và dưới này nó sẽ là hai cái lỗ đi từ dưới lên. Thì chúng ta cũng không cần biết nó là cái rắc như thế nào cả, chúng ta cứ thế là cắm mà thôi. Bởi vì đây nó sẽ là điện xoay chiều từ dưới máy đi lên, thì chúng ta cứ thế là chúng ta cắm vào. Đó, xong một em. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm cái rắc âm dương từ cái rắc cục sạc HCE này đến cái rắc sạc để cắm vào cái rắc sạc zin ở trên xe của chúng ta. Ở đây thì các bác có thể nhìn thấy dây đỏ và dây xanh ở đây. Thì ở cái dây này thì chúng ta sẽ bấm kép là hai dây đi về cái rắc này, và hai dây nó chạy từ rắc này xuống đến chỗ cục dơ le của chúng ta ở đây. Thì ở đây là em đã chuẩn bị cái đoạn dây nó dài tầm khoảng 5-7 cm, và những cái đoạn dây dài tầm khoảng 20 cm này thì nó sẽ đi từ cái rắc của cục sạc ở đây đến cái con dơ le này. Nói chung cái đoạn dây này thì không ai quy định nó dài hay ngắn cả, chẳng qua là do mình làm như thế nào mình chia nó khoảng cách ra cho nó đẹp, nhìn nó hài hòa. Đó, thì chúng ta sẽ bấm hai đầu đỏ và xanh.
theo thì chúng ta sẽ sử dụng hai cái rắc đỏ xanh mà chúng ta vừa bấm xong, thì chúng ta sẽ cắm nó vào cái rắc của cái cục sạc HCE đây. Cái rắc này thì em xin phép em sẽ chia sẻ là cái rắc cục sạc HCE, vì cái rắc này nó sẽ cắm vào cái cục sạc HCE này thì gọi nó là rắc cục sạc HCE thì nó sẽ dễ hơn. Đó, thì ở cái rắc ở đây thì chúng ta sẽ tính như sau. Chúng ta nhìn từ đằng trên này xuống thì ở đây nó sẽ là đằng dưới rắc lên. Thì ở bên này nó sẽ là chân dương. Và bên này sẽ là chân âm. Đó, thì khi chúng ta cắm vào thì nó sẽ là như thế này. Ở đây thì chúng ta sẽ nhìn theo cái rắc, nếu mà chúng ta nhìn ở dưới này lên thì nó sẽ là hai dây đi từ dưới máy lên, điện AC nó không phân biệt âm dương. Và hai dây mà sau khi cục sạc đã xử lý tín hiệu xong rồi và nó sẽ đưa ra điện một chiều, thì cái rắc bên này nó sẽ là chân dương và rắc bên này sẽ là chân âm. Đó, nếu mà nhìn như thế này thì đây sẽ là dương và đây sẽ là âm. Và tiếp theo thì chỗ này chúng ta sẽ dùng một cái đoạn ống gen dài 5-7cm ở đây, chúng ta lùa vào đây. Đó, nó sẽ là như thế này, lùa sao cho nó thò đầu ra. Và tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng một cái đoạn dây, ở đây mình cắt thì nó sẽ dài tầm khoảng 25cm, và chúng ta sẽ lùa vào đây để chúng ta đưa tín hiệu điện lên trên đèn xe của chúng ta. Cái dây này nó sẽ là cái dây chuyển điện bình tự động do con dưa le nó đảm nhiệm. Đó, cái dây vàng này thì nó sẽ cắm vào cái rắc vàng ở trên cái cục sạc zin của chúng ta, thì nó sẽ cấp tín hiệu điện DC lên trên đầu đèn của chúng ta. Chúng ta không cần phải chuyển rắc ở trên đầu đèn nữa. Khi nào chúng ta đã bấm xong ba cái đầu cốt như em vừa hướng dẫn các bác bấm đó, thì em sẽ chia sẻ tiếp về cái phần này. Thì ở đây chúng ta sẽ chia ra làm hai dòng wave, đó là wave alpha đời 100 và wave alpha đời 110. Thì ở đây thì em đang bấm màu dây giống như cái dây em vừa hướng dẫn cho các bác. Đó, thì cái wave alpha 110 đời mới thì nó sẽ là rắc kiểu như thế này. Thì ở đây nó sẽ là rắc mát, ở đây nó sẽ là rắc dành cho đèn, và phía bên trái nó sẽ là rắc cho cực dương của bình ắc quy. Còn cái xe wave A100, các loại wave A100 thì ở đây nó sẽ là phía bên phải nó sẽ là dây cho bình ắc quy này, bên trái đối diện lấy lại cái dây đỏ nó sẽ là dây cho đèn, và cái chân ở dưới này nó sẽ là chân dây mát. Đó, thì ở đây thì em đang cầm một cái rắc của những cái chiếc xe zin hoặc là những cái chiếc xe wave 100, thì em để như này thì các bác sẽ dễ hình dung. Đó, đây là dây cho bình ắc quy này, dây lên trên đèn này, đây là dây mát này, còn đây là cái dây điện máy đi từ dưới lên vào cái chân sạc của cái rắc zin thì chúng ta đã bỏ đi rồi, thì không tính đến em này, thì chúng ta sẽ chỉ cần tính ba em này thôi. Và bây giờ là tương tự như thế, thì cái bộ dây này em hướng dẫn các bác bấm cho những cái chiếc xe wave 100 đời cũ, thì chúng ta sẽ cắm như sau. Ở đây thì sẽ có cái rắc cốt, khi mình bấm như này rồi thì chúng ta sẽ cắm vào đây, nó sẽ là cái dây để lên trên đèn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho cái dây đỏ vào cái rắc ở đây để lên bình ắc quy, và cái dây xanh ở đây sẽ là dây ra mát của bình ắc quy. Đó, cái dây hiện giờ nó đang như thế này thì chúng ta sẽ lôi ngược nó lại, nó như vậy là xong rồi, đẹp luôn. Cái dây này thì chúng ta sẽ quặn nó về. Đó, cái dây này thì chúng ta sẽ cho nó xuống dưới cái phần dơ le của chúng ta ở đây. Thì lúc nãy em cắt áng áng thì sau khi là mình cho dây cho cái gen này vào thì chúng ta sẽ cắt cho nó bằng đầu luôn. Thì tí nữa đến phần dưới này thì em sẽ chia sẻ tiếp. Rồi thì bây giờ là em sẽ lấy một cái đoạn dây em gấp sẵn ở đây này. Đó, thì chúng ta sẽ đi từ dưới con dơ le, là từ dưới này chạy ngược lên, và một đầu thì chúng ta sẽ đưa nó ra công tắc chân phanh. Chúng ta đã làm được như thế này rồi, thì cái dây, bốn cái đầu dây từ cái rắc của cục sạc HCE thì chúng ta sẽ kéo xuống dưới cái
còn giờ này ở đây thì nó sẽ là như thế này. Ở đây nó sẽ là cái dây vàng, nó sẽ chạy từ cái rắc của con giơ le chạy ngược lên trên đây để nó đưa cái vào cái rắc sạc zin của chúng ta để nó cấp điện máy sang điện bình, là nó sẽ chủ động chuyển ở đây đó. Và ở đây thì nó sẽ có những cái dây như sau. Thì ở đây nó sẽ có cái dây đỏ nhỏ ở đây, cái dây đỏ nhỏ ở đây thì chúng ta sẽ để một đầu thừa như thế này, thì tí nữa chúng ta sẽ bấm rắc cốt để cắm vào công tắc chân phanh. Nó sẽ là cái dây đen sau quá để chúng ta lấy dương để cho con giơ le nó đóng mở, để lúc này nó đóng mở thì nó sẽ lấy điện trực tiếp từ cái dây đỏ ở đây. Cái dây đỏ to ở đây thì em đang bấm vào cái rắc dương của cục sạc HCE, đúng chưa ạ? Đó, thì em nói lại một lần nữa, cái dây đỏ to ở đây nó sẽ là dây cấp dương cho cái dây vàng ở đây. Sau khi là con dây le nó đã đóng thì cái dây đỏ to ở đây chúng ta sẽ lấy từ cái rắc dương của cục sạc HCE xuống đây đó. Và cái dây xanh ở đây nó sẽ là dây mát, thì chúng ta sẽ lấy từ cái rắc của cục sạc HCE, nó là cái dây mát của cục sạc HCE xuống dưới này đó. Dây vàng thì nó sẽ là từ cái rắc cắm vào sạc zin ở trên xe ra đây đó. Và cái dây đỏ nhỏ ở đây nó sẽ là dây dương sau khóa, thì chúng ta sẽ để một đoạn như thế này để tí nữa em sẽ giải thích tiếp với cái đoạn này, sẽ lấy từ cái rắc chân phanh để cắm vào đây. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ bấm như sau, cái dây đỏ to này và cái dây vàng thì chúng ta sẽ bấm cái cốt 6 ly, nó là cái cốt rất là to ở đây đó. Còn cái dây xanh và dây đỏ nhỏ thì chúng ta sẽ bấm cái cốt 4 ly ở đây đó. Thì tương tự như thế, thì cái cốt 6 ly nó sẽ vào cái chân đồng to ở đây, và cái cốt 4 ly nó sẽ vào cái chân đồng nhỏ của cái con dơ le ở đây. Theo là đến cái mục dơ le ở đây, thì ở đây em sẽ dùng cái dơ le này. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái chân to và hai cái chân nhỏ ở hai bên như thế này đó. Thì ở đây chúng ta sẽ cắm cái dây đỏ vào đây, và tiếp theo là cắm cái dây vàng vào đây. Cái chân đỏ và cái chân vàng này chúng ta cắm sao cho nó ok là được, không quan trọng là cái chân đỏ này ở ngoài hay cái chân vàng này ở ngoài, bởi vì khi cái con dơ le này nóng điện là hai cái chân này nó sẽ tiếp vào nhau, cho nên là ở trong hay ở ngoài đều ok. Và tiếp theo nó sẽ đến là hai cái dây âm dương để cho con dơ le này nó hoạt động, thì chúng ta cắm bất kỳ chiều nào cũng được, miễn là nó tiếp được điện là ok. Và bây giờ là chúng ta sẽ tuốt cái dây này cho nó chạy ngược về. Sau khi là chúng ta đã bấm xong cái phần rắc dơ le ở đây, chứ chúng ta đã cắm xong rồi, thì chỉ còn lại một cái dây đỏ ở đây. Thì chúng ta sẽ dùng một cái đoạn ren dài tầm khoảng 20 cho đến 25cm, thì chúng ta sẽ lùa vào cái ống này, và chúng ta sẽ thò cái phần đầu ở cái rắc mà để cắm vào lấy lại công tắc chân phanh. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đến đoạn này thì chúng ta sẽ chuẩn bị hai cái đầu rắc cốt đực cái ở đây. Hai cái đầu rắc cốt đực cái ở đây. Đó. Và thêm hai cái đầu ghen nhựa như thế này. Và chúng ta sẽ cần thêm một đoạn dây điện để chúng ta đấu một đầu đi một đầu về.
đến đây chúng ta đã gần như là hoàn thiện xong các cái bước bấm rắc cốt. Và bây giờ là ở chỗ này nó sẽ có bốn cái đầu dây riêng biệt như thế này, thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái cuộn băng dính để chúng ta quấn nó vào đây sao cho nó ngay ngắn. Thì sau khi quấn xong thì nó sẽ như cái bộ này này đó. Thì chúng ta sẽ sắp xếp như cái dây này sao cho nó hợp lý. Đó, như thế này. Và bây giờ là chúng ta sẽ quấn băng dính lên. Và sau khi chúng ta đã quấn cái phần băng dính vào đây rồi, cái việc còn lại thì chỗ này chúng ta sẽ quấn cái phần băng dính ở đây để cho nó cố định cái dây này, nó không bị tụt đi tụt lại. Hoặc là chúng ta có thể là không cần quấn cũng được. Thì cái này thì chúng ta thích thì chúng ta quấn, hoặc không quấn cũng được, không sao cả. Đó, thì như ở đây em làm thì em hay quấn băng dính vào để cho cái ống ghen của chúng ta nó không chạy đi chạy lại, nó sẽ đẹp hơn. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ lấy cái phần co nhiệt. Thì cái phần co nhiệt này thì nó sẽ có kích thước bề ngang là 3 cm. Thì khi chúng ta đút vào đây, đó, chúng ta đặt vào như thế này, thì chúng ta đặt nó sẽ cách cái mép của cái con dơ le này tầm khoảng 2-3 mm. Và bây giờ là chúng ta sẽ sử dụng làm một cái khỏ. Rồi thì vừa qua thì em đã hướng dẫn các bác cái cách bấm toàn bộ một bộ dây nguồn. Đó, thì cái cách bấm này nó sẽ tương tự như nhau cho các loại xe. Thì nó chỉ chủ yếu là nó khác cái rắc từ dây máy này lên là chủ yếu. Và nó sẽ khác một xíu ở cái rắc mà cắm vào cục sạc ở trên xe đó. Rồi thì sau khi là chúng ta đã làm xong thì cái cục sạc HCE như thế này, thì chúng ta sẽ cắm nó vào. Đó. Và cái rắc này thì nó sẽ cắm vào cái rắc ở trên xe. Ví dụ như đây nó sẽ là cái rắc zin ở trên xe, khi mà chúng ta rút cái cục sạc ở trên xe ra đó, thì cái rắc này chúng ta sẽ cắm vào giả vào vị trí cũ đó. Và lúc này thì chúng ta sẽ phải lưu ý là ở đây nó sẽ có cái dây đỏ, dây xanh và dây vàng, thì nó sẽ tương ứng là dây đỏ vào với dây đỏ ở đây, dây vàng vào dây vàng, và dây xanh vào với dây xanh ở đây đó. Thì sau khi tách mát từ ở dưới mâm lửa lên, thì cái rắc đi từ dưới mâm lửa để đi lên cái phần cục sạc ở đây, thì chúng ta sẽ bỏ ra và chúng ta sẽ cắm giả cái rắc P2 này từ ở cái cục sạc của chúng ta, nó là bộ sạc HCE này, thì chúng ta sẽ cắm thẳng vào cái rắc mâm lửa đi lên đó, cực kỳ là đơn giản. Và ở đây nó sẽ có cái rắc đực cái của cái dây đỏ dạng như thế này, thì chúng ta sẽ cắm vào cái dây đen của công tắc phanh chân, dây đen của công tắc phanh chân, thì nó sẽ có một dây đi và một dây về, thì chúng ta sẽ cắm vào như thế là xong đó. Thì còn con dơ le này nó sẽ làm cái nhiệm vụ là khi cái xe phổ thông của chúng ta là những cái chiếc xe way hoặc những cái chiếc xe gym, đại loại là những cái chiếc xe số, thì nó sẽ phải nổ máy thì đèn nó sáng. Thì khi chúng ta lên cái cục sạc HCE này thì cái đèn của chúng ta nó sẽ phải sử dụng xăng điện bình ắc quy. Có nghĩa là ví dụ như chúng ta độ bi xenon này, bi led này, đèn led, đại loại là chúng ta độ đèn, chúng ta muốn nâng cấp cái giải ánh sáng nó lên thì chúng ta sẽ cần phải dùng đến những cái cục sạc như thế này. Thì cái con dơ le này nó sẽ làm cái nhiệm vụ là nó tự động nó chuyển điện cho chúng ta từ điện máy sang điện bình. Thì nguyên bản ở trên xe nó là điện máy, thì khi chúng ta lắp một cái bộ như thế này thì nó sẽ tự động nó chuyển sang điện bình cho chúng ta.
do cái dây vàng ở đây thì nó sẽ đưa điện lên trên đầu đèn của chúng ta đó, và do cái dây vàng ở đây thì nó sẽ được điều khiển bởi cái dây ở trong cái con dơ lè ở đây, thì nó sẽ mượn cái chức năng từ cái dây đỏ ở cái chân của cục sạc ở đây. Sau khi được con dơ lè nó đóng điện thì nó sẽ chuyển dương từ chân con dơ lè để về cái dây vàng ở đây. Để con dơ lè này nó hoạt động được thì nó sẽ cần hai yếu tố, thứ nhất là đủ âm và đủ dương. Chân âm thì chúng ta sẽ lấy trực tiếp của cái chân của cục sạc ở đây rồi, còn cái chân dương thì chúng ta sẽ lấy cái dây sau ổ khóa đó. Thì lý do chúng ta sẽ phải lấy dây sau ổ khóa này là do chúng ta sẽ cắm nó vào cái rắc của cái chân đèn phanh. Nếu như chúng ta không lấy dương sau ổ khóa thì cái hệ thống dây của chúng ta nó sẽ luôn luôn có điện lên trên đầu đèn, như thế nó sẽ gây hao bình ắc quy. Khi chúng ta bật chìa khóa lên thì cái dây đỏ ở đây được cấp điện do cái dây đen ở công tắc chân phanh nó cấp điện, thì con dơ le này nó đóng điện đó, nó đóng điện thì cái dây vàng này nó mới có điện để lên trên đầu đèn, như thế thì nó sẽ không gây hao bình ắc quy ở trên xe của chúng ta. Còn nếu như chúng ta không làm cái hệ dơ le ở đây thì luôn luôn ở trên đầu đèn của chúng ta và cái hệ thống điện ở trên phần đèn ở trên xe chúng ta nó sẽ có điện, thì nó sẽ gây hao bình ắc quy đó. Giải thích thì nó lằng nhằng như thế thôi, về nguyên lý thì nó chỉ có như vậy. Và tiếp theo thì ở đây thì chúng ta sẽ có những cái cục sạc mà dạng dây như thế này, thì cái cách bấm nó y như thế này luôn, nó chỉ khác là cái rắc ở đây thì chúng ta sẽ không dùng cái rắc P6 nữa mà chúng ta dùng cái rắc P6 dạng như thế này đó. Thì ở đây chúng ta sẽ cắm vào, thì em chia sẻ luôn, ở trên cái cục sạc dạng dây như này thì nó sẽ có 4 màu dây, nó sẽ có một dây đỏ, hai dây trắng và một dây đen. Thì chúng ta sẽ xác định là hai cái dây trắng này nó sẽ là hai dây đi từ dưới máy lên, không cần phân biệt âm dương đó. Thì chúng ta sẽ cắm nó vào hai cái dây từ dưới máy lên vào hai cái rắc trắng ở đây, và sau khi con sạc nó xử lý xong thì nó sẽ đưa ra điện một chiều, thì nó sẽ vào cái dây đỏ và dây đen là mát, dây đỏ là dương, nó cũng tương tự như thế này thôi, nó chỉ khác nhau về cái rắc đó. Thì cái cách bấm nó đều như nhau, giữa hai cục sạc này cách bấm nó đều như nhau, nó chỉ khác nhau về cái rắc P6 dạng 6 lỗ nhỏ đây và cái rắc P6 dạng to như thế này, thì nó chỉ khác nhau như thế. Rồi, cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Nếu như anh em có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp bên em, thì bên em sẽ ship một cái bộ dây nguồn như thế này, một bộ như này full như này về cho các bác có thể là tự gắn vào xe. Cách gắn thì em đã chia sẻ ở trên video rồi, và cách bấm thì bên em cũng đã chia sẻ rồi. Thì nếu như các bác thấy video hay hữu ích thì có thể là like, share, subscribe kênh của em nhé. Rồi, ở clip sau thì em sẽ hướng dẫn các bác cái bộ dây nguồn trên H4 như này, để chúng ta có thể bấm một bộ sao cho để gắn những cái bộ đi led, đi xenon, nói chung những cái bộ dây nguồn như này thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những cái phần dơ le như này, và những cái phần chân đồng H rắc cốt H4 như này, và những cái phần cầu chì, những cái phần cốt như thế này, chúng ta sẽ bấm một cái bộ dây nguồn để cấp cho bi led, bi xenon, bi laser đó. Thì những cái bộ như thế này thì nó sẽ rất cần thiết cho những cái anh em độ đèn, thì chúng ta sẽ phải dùng đến những cái bộ như thế này, nó rất là hữu ích, nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại mang lại cái sự thuận tiện và cái sự an toàn khi chúng ta độ chế lên những cái chiếc xe thân hiệu của chúng ta, nó cực kỳ là ok. Rồi, cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi, hẹn các bác ở những cái video clip sau.